giới thiệu ngoại thất xe Toyota Camry 2019. Toyota Camry 2019 vừa có màn ra mắt vô cùng ấn tượng nhằm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ khi bước qua thế hệ thứ 8. Đây được xem là tín hiệu cho cuộc cạnh tranh kịch tính trong phân khúc hạng rơi với các đối thủ như Mazda tháng 6 năm 2019 hay Honda Accord 2019. Không chỉ là bước lột xác đầy ngoạn mục về ngoại hình, mà cả nội thất, tiện nghi và vận hành đều được hãng Toyota nâng lên một đẳng cấp mới. Có thể thấy lần ra quân này, Camry 2019 Land được kỳ vọng sẽ là chiến binh xác lập những kỷ lục mới cho Toyota bên cạnh các mẫu xe Vios, mẫu xe Innova và xe Aygo, ba mẫu xe của Toyota lọt top 10 xe bán chạy nhất trong tháng 3 vừa qua.